Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Gason, Phạm Tuấn Hải. Trông chờ thành công của chiếc lý bóng đá mới. Ông Tuesday gửi thông điệp đến đội tuyển Việt Nam. Gason, Phạm Tuấn Hải. Trong 7 tiền đạo được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, chân sút Phạm Tuấn Hải đang có phong độ tốt nhất. Mới đây, cầu thủ sinh năm 1998 này đã tỏa sáng với 2 pha lập công đẳng cấp, giúp câu lạc bộ Hà Nội có trận thắng đầu tiên tại sân chơi AFC Champions League trước Wuhan 3000 Trung Quốc. Tuấn Hải có thể lực sung mãn và khả năng tranh chấp bóng, pressing tầm cao đầy ấn tượng. Kỹ năng xử lý bóng độc lập trong phạm vi hẹp từng giúp Tuấn Hải ghi điểm trong mắt thầy cũ của huấn luyện viên Bangso, nay lại phát huy hiệu quả trong màu áo của câu lạc bộ Hà Nội. Ngoài ra, ở Tuấn Hải là tinh thần thi đấu máu lửa, nhiệt huyết, không ngại lao vào những tình huống tranh chấp cùng tốc độ ấn tượng. Bên cạnh đó, khả năng dứt điểm bằng cả hai chân của tiền đạo quê Hà Nam này được đánh giá cao khi nhìn lại những bàn thắng đã qua của anh đều là các pha dứt điểm mẫu mực, đạt độ chuẩn xác cao. Tính từ năm 2022 đến nay, Tuấn Hải là cầu thủ bóng đá Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ với 25 bàn. Xếp ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Tiến Linh 23 bàn, Văn Quyết 20 bàn, Văn Toàn 9 bàn, Công Phượng 6 bàn. Trong 7 tiền đạo được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam đợt này, Tuấn Hải là người duy nhất nổ súng từ đầu mùa giải 2023-2024. Thực tế ấy kéo theo sự kỳ vọng dồn vào anh thay vì những cái tên kỳ cựu như là Tiến Linh, Văn Toàn, Văn Quyết hay những gương mặt trẻ như là Văn Tùng, Thanh Nhàn, Đình Bắc. Sự kỳ vọng vừa là áp lực vừa là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của Tuấn Hải sau nhiều trắc trở trong quá khứ. Tận dụng quãng thời gian câu lạc bộ hay đội tuyển Việt Nam không tập luyện tập trung, Tuấn Hải sẽ chạy bộ hoặc tập yoga. Sau một thời gian lên đội tuyển, Tuấn Hải với tính cách rụt rè vẫn khiến đồng đội thích thú và ví người sắt vì cơ thể chắc nịch, cứ rảnh rỗi là gập bụng. Tính sĩ năng cùng sự trưởng thành vượt bậc của Tuấn Hải đang giúp anh trở thành gà son của câu lạc bộ Hà Nội và được kỳ vọng rất lớn ở đội tuyển Việt Nam. Tin rằng khi được trao cơ hội tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, Tuấn Hải sẽ khiến người hâm mộ phải nhớ đến mình. Trông chờ thành công của chiếc lý bóng đá mới. Đội tuyển Việt Nam sẽ đến làm khách trên sân của đội tuyển Philippines vào ngày 16 tháng 11, sau đó trở về sân nhà để tiếp đội tuyển Iraq trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á. Đây là thử thách lớn nhất của huấn luyện viên Philip Chuze từ khi nhận chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia với tham vọng lọt vào chung kết World Cup 2026. Một nhiệm vụ rất khó khăn với đội bóng còn thiếu nhiều kinh nghiệm ở đấu trường lớn. Trong 5 năm, huấn luyện viên Bangso đã làm được những điều phi thường, những điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Có người nói huấn luyện viên Chuze phải chịu không ít áp lực, ông cũng có lý. Ít nhất là di sản thành tích từ người tiền nhiệm rất dễ khiến người yêu bóng đá thắng đặt lên bàn cân cân đo đong đếm. Nhưng mỗi huấn luyện viên đều có chiếc đi bóng đá riêng, tham vọng riêng. Di sản là nền tảng để phát triển. Ông Chuze có thể thành công hay thất bại cùng đội tuyển Việt Nam và ông phải chịu trách nhiệm về lối chơi của đội bóng. Di sản của Bangso là cảm hứng, nhưng với ông Chuze, ông muốn nhiều hơn dù lối chơi của đội tuyển ở đợt giao hữu trong tháng 10 chưa thuyết phục người hâm mộ. Nhà cầm quân người Pháp chia sẻ về lối chơi ông đang truyền thụ cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đang được tái cấu trúc để chuẩn bị cho vòng loại World Cup và Asian Cup. Tôi yêu cầu toàn đội phải kiểm soát bóng để các cầu thủ tự đưa ra quyết định. Đội tuyển Việt Nam đã kiểm soát bóng khá nhiều, bởi vậy không có lý do gì để chúng tôi từ bỏ theo đuổi chiến lược mới của mình. Với đội tuyển Việt Nam, với bóng đá Việt Nam, khái niệm chơi kiểm soát bóng như vậy còn khá mới mẻ. Nhưng nếu chúng tôi muốn thoát ra khỏi khu vực Đông Nam Á, tiến ra châu Á, tiến ra thế giới, thì chúng tôi cần thêm thời gian để theo đuổi mục tiêu kể trên. Đội tuyển Việt Nam chúng tôi sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai. Dù không thể làm vừa lòng người hâm mộ trong đợt giao hữu FIFA Day vào tháng 10 vừa qua, nhưng ông Chuze vẫn rất tin tưởng về tư duy chiến thuật của đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ, có khả năng cạnh tranh với đội mạnh ở châu Á như Iraq mà đội tuyển sẽ gặp trong tháng 11 tại Hà Nội. Gặp Hàn Quốc chúng ta thua 0-6, nhưng tôi đã thấy những điểm tích cực hơn. Đó là số lượng những đường truyền chính xác đã tăng lên, những đường truyền quyết định triển khai bóng cũng nhanh hơn, khối đội hình di chuyển khi không có bóng cũng được cải thiện. Tôi cũng thấy được sự nỗ lực của các bạn trong tình huống bị gây áp lực và đặc biệt là các bạn đã tạo ra được các tình huống dứt điểm về phía khung thành đối phương. Ở đây là Hàn Quốc đấy nhé. Đó cũng là điều mà tôi muốn nhìn thấy ở các bạn, chứ không phải là những trận thắng Hồng Kông Trung Quốc rồi Syria, Palestine. Vì vậy tôi hy vọng sau trận đấu với đối thủ lớn như Hàn Quốc, từ các bạn cũng sẽ thấy được khác biệt về kỹ chiến thuật, về thể lực là như thế nào. Bản thân tôi cũng có được những bài học cho riêng mình để từ đó chúng ta cùng nhau hoàn thiện hơn, hướng tới mục tiêu vòng loại World Cup 2026, ông Chuze bày tỏ. Chúng ta sẽ chờ đợi những ngày tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tỏa sáng thực sự với chiến lược bóng đá của ông Chuze và dập tắt những ý nghĩa tiêu cực về đội tuyển trong giai đoạn này. Ông Chuze gửi thông điệp đến đội tuyển Việt Nam. Ngày 13 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ hành quân đến Philippines chuẩn bị cho trận khởi đầu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Với huấn luyện viên Chuze, đây mới là cuộc chơi chính thức ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Việt Nam hiện tại không nhận được quá nhiều sự quan tâm của khán giả sau chuỗi thành tích không tốt tại dịp FIFA Day vào tháng 10. Điều này được minh chứng rõ hơn thông qua việc mở bán vé trận đấu sân nhà tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vào ngày 21 tháng 11. Đối thủ của chúng ta là Iraq.
Có lẽ một bộ phận khán giả sẽ chờ đợi kết quả gặp Philippines vào ngày 16 tháng 11 tới để quyết định trên sân. Còn với huấn luyện viên Chuze, ông đang nhận những phản biện từ giới chuyên môn đến khán giả xung quanh chiến thuật nhân sự đội tuyển Việt Nam. Đây là điều vẫn thường thấy ở những đời huấn luyện viên tiền nhiệm. Vấn đề là mỗi huấn luyện viên sẽ có những ứng xử khác nhau. Có người coi đó là áp lực, nhưng cũng có những người bỏ những ý kiến đó sang bên cạnh để tập trung vào công việc. Gần nhất là huấn luyện viên Bang So cũng không ít lần rơi vào hoàn cảnh như vậy. Ông Park chọn cách vừa thể hiện bằng thành tích chuyên môn, vừa trả lời trực diện khi cần thiết, và thậm chí có những phát biểu của ông Park vẫn để lại những vấn đề nhất định. Ngày 10 tháng 11, trong cuộc gặp gỡ giữa chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn với toàn thể đội tuyển Việt Nam và ban huấn luyện, huấn luyện viên Chuze đã phát biểu rằng: "Sắp tới, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào những trận đấu chính thức đầu tiên, những thử thách đầu tiên với hai trận đấu chính thức của vòng loại World Cup 2026. Trước đó, chúng ta đã có 8 tháng chuẩn bị. Tôi cũng đã triệu tập và làm việc với gần 80 cầu thủ với 4 đợt tập trung vào tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 10 với mục tiêu thiết lập được lối chơi mà tôi mong muốn." Huấn luyện viên người Pháp hiểu phản ứng mà dư luận dành cho ông và tuyển Việt Nam thời gian qua. Vì vậy mà ông nhấn mạnh rằng: "Tập luyện rất khác so với thi đấu chính thức. Vừa qua đội tuyển Việt Nam có 6 trận đấu giao hữu, qua đó giúp các cầu thủ hiểu được thi đấu khác tập luyện thế nào. Nếu như chỉ muốn thỏa niềm vui chiến thắng ở các trận đấu trong quá trình chuẩn bị thì chúng ta có thể gặp các đội yếu hơn. Nhưng tôi quyết định chọn các đội mạnh hơn hoặc ngang bằng để cầu thủ làm quen với các thử thách mới, nhận ra những thiếu sót nhanh hơn, đồng thời giúp bản thân tôi nhìn nhận những phương án của mình rõ hơn." Đây là thời điểm mà ông Chuze và các cầu thủ hiểu rằng việc thử nghiệm đã hết. Đã đến lúc mà mọi vị trí đều đã sẵn sàng. Dù không có được lực lượng ưng ý nhất do một số cầu thủ gặp chấn thương, thế nhưng nhìn cách ông Chuze chuẩn bị thời gian qua, có thể ông đã chuẩn bị những nhân sự sẵn sàng ra sân. Do đó mà ông đã nhấn mạnh: "Các cầu thủ có mặt tại đây đều đã nỗ lực, cố gắng tập luyện trong thời gian qua. Có thể không phải ai cũng sẵn sàng thích nghi giữa việc thay đổi lối chơi của huấn luyện viên mới. Nhưng tôi luôn kiên trì và giúp đỡ các bạn, bởi đó là những gì mà tôi và các bạn sẵn sàng làm. Nếu ai không sẵn sàng, người đó có thể ra về, và ngay bản thân tôi cũng vậy. Không thể làm việc nếu không sẵn sàng đứng đầu với thử thách. Đó là lý do vì sao chúng ta cùng có mặt ở đây. Mọi thứ chưa có gì là muộn, tất cả chúng ta hãy đồng lòng cùng nhau chiến đấu." Nhìn cách mà huấn luyện viên Chuze thể hiện, rõ ràng đây là thời điểm mà ông đang dành sự tập trung cao nhất cho trận đấu chính thức. Sẽ không còn chỗ cho những sai số, thế nhưng đây cũng sẽ là thời điểm mà huấn luyện viên người Pháp sẽ chứng minh được năng lực thật sự của mình. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có cơ hội thi đấu giao hữu với những đối thủ chất lượng ở đẳng cấp châu lục. Đó là tiền đề để toàn đội hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt trong hai trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2026, lần lượt gặp Philippines trên sân khách và Iraq tại sân nhà. Chúng ta được đánh giá là đội mạnh thứ nhì bảng F, vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, nhưng đấy là lý thuyết. Thực tế vẫn phải chờ kết quả từ các trận đấu chính thức.